Mến chào quý anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ làm món kẹo me chua ngọt và có cái vị cay cay nhẹ nhẹ nữa, ăn rất là ngon luôn nha. Và cái cách làm này khá là đơn giản và dễ làm cũng rất là nhanh luôn. Mình mời quý anh chị và các bạn làm thử cái món kẹo me này ha. Về nguyên liệu thì mình chuẩn bị ở đây là 1 kg me tươi. Me này là me chín và đã bỏ vỏ rồi ha. Và mình nên chọn những cái loại me mà nó mới như thế này nè, thì mình làm mứt kẹo nó sẽ ngon hơn ha. Và mình cũng đừng nên chọn me nó hộp nhiều quá ha. Cơm hơi nhiều một chút để mình xào me thì nó có cái độ dẻo và nó ngon hơn. Và để làm 1 kg me thì mình sẽ chuẩn bị thêm 1 kg đường. Ở đây mình có chuẩn bị thêm nửa ký đường cát tinh luyện. Để một chút xíu nữa mình sẽ lăn cái phần kẹo me vào cái phần đường này nha. Và để có thêm cái vị cay cay á, thì mình chuẩn bị ở đây là một phần ớt khô ha. Ớt này là mình mua trong siêu thị á, hoặc là các bạn có thể làm bằng ớt bột cũng được. Mình thích ăn cay nhiều hay ít thì mình sẽ chuẩn bị cái phần ớt này nha. Và công việc tiếp theo là các bạn sẽ cho cái phần me này ra tô nè. Sau đó sẽ cho hết 1 kg đường vào luôn. Và mình sẽ dùng tay bóp nhẹ nhẹ để cho cái phần đường nó thấm với me ha. Mình bóp nhẹ nhẹ thôi nha, tại vì me này nó đang chín á. Nếu mà bóp mạnh quá thì cái phần hộp nó sẽ bị rớt ra ngoài. Sau khi cái phần me đã trộn đều với đường rồi nè, mình sẽ để ở đây cho nó ngấm khoảng 15 đến 30 phút. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu đi ngào me. Mình sẽ cho vào đây khoảng 200ml nước lọc và cho hết cái phần me này vào luôn ha. Khi mà cái thời gian đầu cái phần nước nó còn khá nhiều nè, mình sẽ ngào me với cái lượng lửa vừa. Và trong quá trình ngào kẹo me thì mình sẽ đảo đều liên tục luôn ha. Đến khi nó sền sệt như thế này nè, mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống và mình cứ tiếp tục đảo đều. Và các bạn cứ đảo đều liên tục cho đến khi thấy nặng tay nè. Cái phần kẹo me của mình nó nặng tay lại sền sệt như thế này thì mình sẽ cho một ít ra ngoài dĩa để mình thử ha. Khi mà mình thấy nó không còn dính tay nữa là được. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp và cho ra ngoài. Tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần đường trộn với ớt nè. Để một xíu nữa mình lăn cái phần kẹo me lên ha. Khi mà kẹo me của mình nó nguội bớt rồi đó, nó còn hơi ấm ấm thì mình sẽ bắt đầu vò viên kẹo nha. Mình sẽ vò từng viên nhỏ vừa ăn. Và nó rất là dẻo luôn á và mềm, mình vò rất là dễ luôn. Mình vò bằng hai tay cho nó nhanh ha. Và mình lưu ý là vò viên kẹo này khi mà nó còn ấm ấm á, đừng để cho nó nguội nha thì nó sẽ khó vò hơn á. Sau đó thì mình sẽ lăn đều qua cái lớp đường, khi mà cái lớp đường nó phủ hết cái viên kẹo là được. Mình lăn cái viên kẹo này qua lớp đường có ớt nè, nó sẽ ngon và đẹp mắt hơn ha. Nếu mà mình không thích ăn cay á, thì mình có thể không cho ớt cũng được. Vậy là mình đã làm xong cái món kẹo me rồi đó. Nếu mà quý anh chị và các bạn nào thích ăn chua chua ngọt ngọt á, thì mình làm cái công thức 1-1 ha. Là 1 kg me và 1 kg đường.
Còn mà mình thích ăn ngọt hơn á, thì mình có thể gia tăng đường nha. Mình làm cái công thức này, mình thấy cái kẹo me này nó vừa ăn nè, có cái độ dẻo, chua chua, ngọt ngọt và cái vị cay cũng vừa phải, không có cay lắm ha. Và nếu mà quý anh chị và các bạn muốn ăn cái món kẹo me này nó ngon hơn nữa thì có thể mình xóc với muối thơm á. Mình xóc kẹo me với muối thơm thì nó có vị cay cay mặn mặn, ăn sẽ ngon hơn ha. Mình chúc quý anh chị và các bạn sẽ làm thành công cái món kẹo me này nha, rất là đơn giản luôn á. Và bây giờ mình xin kết thúc video và xin chào tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại ở các video lần sau.